mặt quốc gia sử dụng công nghệ Huawei. Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton vừa giới thiệu đạo luật mới, kêu gọi cấm chia sẻ tin tức tình báo với nước đồng minh nào sử dụng thiết bị mạng 5G của Huawei. Nói cách khác, ông Cotton muốn chính phủ Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với các nước sử dụng công nghệ Huawei, tới khi nào họ từ bỏ việc này. Mặc dù đạo luật không nêu rõ, nhưng lý do đằng sau đề xuất này là lo ngại của Mỹ rằng công nghệ Huawei có thể bị cài sẵn cổng hậu, giúp công ty hoạt động gián điệp cho chính phủ Bắc Kinh. Mỹ đã nhiều lần buộc tội Huawei hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh. Năm ngoái. Chính phủ Mỹ thậm chí còn cấm không cho Huawei làm ăn với công ty Mỹ, lệnh cấm cũng ngăn không cho Huawei cài đặt phần mềm Android và Windows trên thiết bị bán ra thị trường, buộc hãng công nghệ Trung Quốc phải phát triển hệ điều hành mới cho thị trường Mỹ và quốc tế. Huawei cũng không được phép sử dụng Android trên smartphone. Công ty này có kế hoạch ra mắt thiết bị di động chạy hệ điều hành riêng trong năm nay. Mặc dù Huawei ra sức bác bỏ cáo buộc trên và kêu gọi Mỹ đưa ra bằng chứng, hãng này tiếp tục bị cấm vận nhiều hơn hồi giữa tháng 12 năm ngoái hạ viện mỹ thông qua đạo luật cấm chính phủ mua thiết bị huawei do lo ngại chúng bị cài sẵn cổng hậu